mọi người, bây giờ Chi đã tới cái khu shopping mall, tiệm cà phê Tim Hortons, cà phê nổi tiếng ở Canada, để có cuộc hẹn với anh Phil Đông. Thì mọi người đã tới rồi, thì Chi mới thay bánh xe xong, bây giờ mình mới tới. Thì mời cả nhà vào bên trong nha. Đây gặp các anh cũng thuê xe với VinFast Việt 8. Hai anh bánh cuốn đúng không? Dạ, chị bánh cuốn đúng không? Dạ, đây là chị đẹp Cali phải không? Và đây là... Đây là bác Hiệp. Mình tên Hiệp. Tên là Chris. Chris, đó nè, có hai con màu trắng nha. Hai con VinFast màu trắng đâu. Ok, bạn VinFast Canada, chào mừng VinFast Mỹ nha. Ok, hai là hai anh. Hello anh. Dạ, xin chào anh. À, chào anh. Dạ, dạ. Thấy cũng vui dữ ha. Dạ, xin chào anh. Dạ, hello anh. Chào anh. Ở đây cái hộp đây. Đây là Phi Đông đây. Nào, bây giờ chúng ta mời vào ngồi quán cà phê đây. Bay qua hả? Bay qua Seattle. Để coi VinFast Canada, VinFast Mỹ. Quen đi. Đây có ba anh tôi. Anh chỉ vừa mới được ba cửa hàng ở Canada. Có mua thêm cà phê qua đó. Nói chứ qua Canada gặp được đồng hương. Cà phê này năm ngoái có qua đây. Và cà phê này rất là ngon. Em mới nói với mấy anh chị là em sẽ dẫn mấy anh chị đi uống cà phê này mà mình chưa có dịp, thì hôm nay thì cái này là em nói hôm qua em mời anh Phil Đông để uống cà phê mà không biết mà để em chưa chịu cho anh luôn luôn cảnh anh uống rồi không ngồi sao được bây giờ chị mời cái món này đi qua nó dễ mà dạ đây mà gặp đồng hương vui quá thiệt á, ở chỗ đó cũng có quán cà phê cũng có nhẹ anh em giao lưu rồi mà đúng không vui. Sao là thần tượng của em phải gặp mà. Em nói là em rồi hậu em là muốn gặp anh Phi Đông. Em gửi từ ở bên California, em gửi qua luôn đó để coi như là hậu nó vui lắm rồi nha, hôm nay hậu rất là vui để gặp anh Phi Đông nè, đó hậu là muốn gặp anh Phi Đông. Cái đó là ý kiến quyền đó, ý kiến quyền đó em nói. Từ đó đây là mất gần hơn 2000 số phải không? Như là mọi người đã đến đây. Khi gặp được hai anh trai, anh có làm YouTuber không? Dạ không. Có lắm. Như là khách hàng của Long rồi, chị bạn của Long. Long rồi. Long lúa vừa cuốn qua ở bên Nemo, bên đảo á. Nemo hả? Bên đảo. Cái đó nếu mà chị qua có ống dầu voi gặp Long bên đó là thủ phủ của đảo cua và cá, đúng rồi. Dạ, tụi đôi này cũng đã lé năm trước qua ghé đảo chơi rồi. Anh cũng đang có xe VinFast màu trắng, ở trong đây cũng giống như chị, trong cái màu giống như chị à. Ảnh cũng vậy như vậy luôn, nhưng mà Long thì cũng màu trắng, ba anh em mà uống qua đậu chung một chiếc, ba chiếc cũng màu trắng hết, nhưng mà chỉ có Long mới là màu trắng với màu trắng, còn tôi với ảnh mới là màu trắng ngoài rồi màu nâu ở trong. Tính là bán nhất là một tí xíu nữa là 5 giờ là tụi em có đã mua vé đi tàu ngày mai cũng sẽ nhưng mà em xem ở bên Montana tàu chưa, hồi sáng giờ thì em chưa được đó là thèn Montana với này Dakota Bắc Dakota là không được biết là chưa nhưng mà chứ đi trễ không được đâu. Ngày mai tụi em lái về Seattle tiếng hồi trước một tiếng phải trước một tiếng tiếng là xếp hàng đúng rồi. Thì thấy ở Montana thấy bảo âm như hỏi bạn em thì ở bên Ohio
thì bàn này nó cũng lạnh, thì nó bảo là nhiệt độ cũng xuống âm rồi nhưng mà chưa có tuyết. Nó bảo tuyết thì phải sau Thanh Như Vinh nhưng chưa biết nào. Mà sao âm rồi mà chưa có tuyết à? Em bởi vì em chưa gặp tuyết bao giờ luôn. Chưa biết bao giờ luôn mà dám đi á, chưa biết là cái là cào tuyết như thế nào, là chưa biết là. Nhưng mà âm nhưng mà chưa chắc đã có tuyết đúng không? Nó phụ thuộc vào không chưa lái xe nào, đường tuyết như đường thế nào. Bao giờ luôn. Nó khác do trời mưa. Mà tuyết là không mưa là không có tuyết, nó âm thì nó chỉ lạnh thôi đúng không? Vì do trời mưa mà nhiệt độ âm thì nó thành tuyết. Trời không tên không mưa. Ok ok. Thay vì mưa thì là mưa. Vì là em chưa gặp tuyết rồi. Nghe cái tuyết từ mưa là nó rớt xuống một hai ngày là tan hết rồi. Tan lẻ lắm. Nhưng mà lâu lâu mới có một lần. Cái bên cái vườn này á, thấm nhất chịu luôn. Ngay gió luôn. Lòng lòng. Sao ba có tuyết này? Nó hiệp. Chris là anh Hiệp. Anh chủ xe VinFast. Có anh Long, nghe nói Long Lúa nữa mà. Anh Long Lúa là Long đó. Ở cái bạn phố Bên Cộng Quân. Mấy anh này biết cả cái anh Lương làm biết. Biết có gặp hoài là được gặp theo dõi hoài. Bạn không phải bạn nhưng mà đại khái cũng theo dõi cái công của anh nhiều. Ủa hôm nay anh Long Lúa không có đến chơi đây à? Anh Lúa ra bên đảo là đây một. Ba anh em mới hẹn nhau ra rồi. Mà coi của chị mà có qua thì gặp luôn mà cũng qua mưa quá. Rồi thì cũng bạn rồi Long nó sửa xe xong đó định nó đi về bển, nó mua đồ đi về bển. Rồi nó có cái tiệm bán hàng á. Nó phải đem đồ về bển thì nó không có làm được. Nếu mà mình xem Victor Idea thì có lẽ gặp ông đó, ông Long thì cũng có làm YouTube. Anh Long Hai Lúa. Thì cũng nói chung gì nói về VinFast thôi. VinFast thì VinFast Canada, VinFast Mỹ thì cũng giống nhau. Mà anh biết là khác nhau là vấn đề gì không? Hôm nay em tới showroom VinFast á, thì ở bên Mỹ á, là khi mà service tụi em tới mà xe mà mình update hay là bất cứ gì đó là bên Mỹ á, là họ cho xe loaner để mình chạy. Còn bên VinFast ở đây á, tại vì em biết là em có hẹn hôm nay 1 giờ thì em nói bây giờ có thể là để em để xe đó cho em mượn một chiếc xe loaner để em chạy, thì bên đây bên Canada này không có nha các bạn. Cái đó là một điều là chắc lại có thể thay bánh xe đó, không có tốn nhiều thời gian. Anh biết rồi. Ồ, kinh nghiệm anh thế nào? Kinh nghiệm thì Canada sớm về Canada, sớm về Canada nó thua bên Mỹ. Bởi vì mình phải chia sẻ cho khán giả biết là cách đây 3 tuần mình có bị vấn đề trình lỗi chứ là mình lên xe lẹ quá, mình bấm cái nó bị lỗi cặp cái tờ liền nó cũng bánh mình đi ta con đường em phải gọi bên khách service cái họ mới họ cũng đưa xe mình, họ chỉ nói là set up xe thô tới thô xe mình set up hết tất cả xe thô view bờ chở mình trong vòng nửa tiếng hồ cái sau nửa tiếng mình leo xe tự động xe nó reset lại mình cũng hơi mất mãn cái này đó, mình nên gặp phương pháp thôi để nó check up lại cho mượn xe họ không có xe. Đúng rồi, thì họ cũng giải thích với em á là biết họ làm gì không, họ cho mình thêm thô một chiếc xe xăng, họ cũng trả tiền lên thô xe xăng. Thì nãy họ cũng offer cho em là xe là đưa xe mà đi ra chỗ giống như là Enterprise hay là những cái chỗ mà cho thuê xe đó thì cho một chiếc xe xăng để em chạy lên đây để gặp mọi người. Thì em nói không, em muốn lấy chiếc xe của em, tại vì khi mà chạy xe VinFast qua đây thì em muốn là diễn kiến với mấy anh là xe VinFast em đã chạy từ Mỹ chạy qua tới Canada. Thì không biết là tí nữa anh Phiêu Đông ra ngoài xe của bọn em coi như là lái xe từ Mỹ qua tới Canada này thì giống như là anh Phiêu Đông nói là tụi em sao lấy chậm thế. Rồi có những cái câu hỏi mà anh nói thì em muốn những câu hỏi gì thì mình có thể trao đổi, giống như hôm nay là cuộc trò chuyện trao đổi với anh. Thành nói đi tới nào thì lâu lắm, bao nhiêu nữa mình chạy lên thì nhanh. Không, nếu mà chạy vậy thì em lại dừng lại chơi. Mình đi chơi mà. Dạ. Không, đi cùng mọi người ở đây thì như thế. Tại vì là có cái chuyến này là mấy chẳng mấy khi mà mấy anh chị em đi cùng nhau mà lại hai chị đẹp này là cứ chụp hình, quay phim, quay phim nó mất thời gian lắm. Đúng vậy. Em đi một mình thì sẽ nhanh hơn, em đi thì nó khác. Tại vì cái chặng này thì em cũng xác định là không, sau cái chặng này một mình thỉnh đi sẽ đi chơi cùng mọi người, có bạn bè, chứ sắp tới đi một mình thì cũng mà nó cũng lạnh, mình cũng chẳng buồn dừng lại mình chụp làm gì cả. Đúng rồi. Đi an toàn nha. Không, em xem rồi mà, em cũng xem clip của anh nói những cái
nguy hiểm mà nói chung là mình cũng chả có gì đâu, chả có cái gì mà phải mâu thuẫn gì với nhau cả đâu, chẳng qua là mỗi người một việc, ai nói gì thì nói. Mình thì quên đi là tại vì mình đi rồi, tại vì mình từng đi rồi mà đi tới xăng, mình đi mẹ xe điện mẹ xe mới mà mình cũng sợ sợ đó. Thì mình chỉ quên đi thôi, chứ còn khi đi đã quyết định rồi đúng không? Có plan sẵn rồi. Đương nhiên là cũng phải có plan rồi, nhưng mà quên đi thôi. Tất nhiên là trên đường lại sẽ có nhiều cái mình cũng chưa thể lường trước được. Phải đi lâu thì xử lý đấy. Mọi thứ thì thôi, chúc đi an toàn. Thì mình chỉ quên đi mà thôi, tại vì mình đã từng đi rồi. Thì chỉ qua đi thôi thì cũng có lợi cho anh thôi. Thế còn thì khi mình đi mình đã nhưng mà chúc an toàn, chúc an toàn. Trung niên rồi, trung niên rồi, thanh niên, đúng rồi, thanh niên vẫn muốn thử sức mình trước khi tuổi già tới hả? Đến mượn định mượn VinFast con xe để đổi xe chạy ra đây cho kịp thời gian, kịp giờ mà không có để mượn. Có dịch vụ đó coi như là Mỹ là number one nha các bạn. Dạ, Mỹ là customer service là number one. Chắc là chỗ mới thôi chị ạ. Khả năng mới họ chưa làm thôi. Chứ kiểu gì sao lại phải có. Chưa làm. Dạ. Vì hôm nay có vườn này có tính ra còn 100 mấy chiếc ra. Nó ít xe quá. Còn mà nó có nhiều giống như bên Mỹ thì dĩ nhiên nó phải đưa cho mình thôi. Cái mà chưa ổn định sắp xếp rồi. Mới cái này mới quá thì cần có thời gian để ổn định lại, bắt đầu sắp xếp lại. Đầu năm phải không? Nó bán xe đầu năm 23. Tháng 3 mới giao xe, bên đây là tháng 5 mới giao xe. Thì bên Mỹ là tháng 3 phải giao xe rồi. Thì em pick up cái xe em là tháng 4. Dạ. Thì anh mua xe được bao lâu rồi? Tháng 9. Còn lên sớm một xíu tháng 7. Thì trong thời gian mấy tháng qua thì anh trải nghiệm xe thì thấy bình thường, bị giống như là chạy thì có mấy cái lỗi nhỏ nhỏ mà mình vô cái mình giống như là xe xăng chạy liền cái là nó bị reset lại là ok. Bữa trước có cái lỗi nhỏ nữa là mình bỏ quên đồ sao á, là mình cứ tưởng đâu là mình cho nó ngủ mà mình tắt hết mà nó không ngủ, cứ thấy nó đèn sáng hoài bị ngủ sao lạ vậy. Nguyên đêm luôn mà bữa đó cũng ngày Thanksgiving Day nữa. Xong mà cái VinFast nó đóng cửa luôn, chờ 3 ngày xong mới có VinFast được. Người ta mới nói xuống mà ta thấy bây giờ người ta khám phá ra là cái xe nó bị bỏ mớ đồ sao, nó tưởng là có người trong xe nữa, nó không có ngủ. Rồi thôi rồi cái nó lấy ra xong rồi bước lại mình. Cái lỗi nó không quay lại mình, nó phải tại lỗi mình quay lại. Nhưng mà mình đâu có biết. Còn anh thì có gì chia sẻ với khán giả Việt Nam? Như mình đã nói trước rồi, cái lỗi không phải lỗi chiếc xe mà lỗi của mình nữa. Giống mình lên xe, phóng lên xe, mình đạp cái mình vội và mình chạy liền tại chỗ. Chạy liền cái tầm cái tờ nó bị rớt tại chỗ. Nó lóc bốn bánh lại. Mình chỉ cần xuống xe, mình chờ đóng cái lại chờ xíu thì trong vòng nửa tiếng hồ, có khi sớm hơn. Thì tự động nó reset lại mình, nó không cần làm gì. Mình tưởng là lỗi mà không phải tại mình thôi. Đúng ra chạy bình thường nó chỉ có bị những cái lặt vặt của nó, giống như cái option, những cái feature của nó là đèn đuốc tự động mở tự động sáng, cái đó là option không ảnh hưởng tới xe. Nói chung là chạy rất tốt. Cái xe bên em nó cũng đâu có bị vấn đề gì hả? Xe bên anh đã chưa họ nói. Nhưng mà mình còn đang khiếu nại một phát, chờ cái update khác. Họ nói cho phải vài tháng nữa. Cái phần cái camera nó hơi chậm, camera 360 nó hơi chậm. Thế là có lẽ họ sẽ ấm đến cái hit. Cái hit bên đó, cái hit bên này lên đến gần 15 phút. Có lẽ họ sẽ ấm đến cái radio ở hit lớn hơn. Tại số bên này nó hơi lạnh hơn bên Cali. Chứ lại một điểm là mình có một người kia nói không biết cũng không lo sợ. Ông nói là có một người còn lên là xe ca một xe ca ra hiệu Mỹ thì Pháp chưa biết á, chạy được 260 cây số tại họ không để ý. Từ chỗ anh lên nửa tiếng đúng 260 cây số đúng đi, nhưng mà nguyên thủy xe thì mình đã thử qua rồi là mình chạc đè chạy được 420 cây số, nghĩa là không có hiếp, không có đèn, không có mưa và gió, không có thiết kế mọi thứ, nó sẽ chạy đặt cái range nó khoảng 420 cây số. Cây số là bao nhiêu dặm lên à? Một trăm là
100 dặm là 180 km. Thì 200 dặm là 360. Bên em là 230, 267. Nhưng mà chậm sạc đó, tại vì khi mà mở hít, mở quạt nước, ghế đủ thứ nó sẽ tiêu tốn mất mình. Mình chạy 400 số sẽ mất mình gần 100 cây số. Có thử rồi, tại họ hiểu, họ nói chạy đi 280. Bên khi biết rất là mùa đông tại đây. Thì cái trường hợp mà hít nhiều là nó sẽ giảm cái số, nó chuyển đương nhiên, không ngoại lệ với Tesla luôn. Ở đây chợ Việt Nam ở đâu anh hả? Chợ Việt Nam á, mình muốn không, mình muốn ghé cái chợ Việt Nam thì mình quay cái cảnh khu Việt Nam. Cái tên chợ là gì anh? Nghe nói gì Lucky, cái gì chợ mới mở gần đây cỡ chợ đó mới mở không anh ta? Nhưng mới luôn. Mình nó tưởng tượng giống như là khu chợ lớn Việt Nam mình. Con em đi ngày nào thì cũng đi sát tại chợ đó. Người qua không được một đồng nào luôn. Hôm nay bảo đi vào mượn một xe khác để đi ở đây nó phân khó cho mượn. Lấy bánh xe mà muốn lấy một chiếc xe máy thôi. Anh chào bắt bao nhiêu tiền? Thay lúc bắt đo tiền. 380. Bill đâu? 380. 380. Chờ thay một vòng dỗ xe 380. 380 đô ca, đô Mỹ á, 380 đô Mỹ, mới thay, mới bắt hơn hả? À, không, chắc cũng vậy hả? Tụi em tụi này đi là không có tài trợ anh, coi như là tự túc thôi. Đó là dán những cái logo cho nhảy đó, quảng cáo với công ty này nọ thôi chứ. Bọn em xin ấy mà còn đã còn chưa confirm là có được hay không. Xin cái tiền cặp pin free mà trong cả chuyến đi ấy, tại vì là bọn em mua xe là nó chỉ cho 3.450 kW sạc free thôi. Cả một lần sạc là được mất 70 kW tầm tầm đấy. À thì chia ra các anh thì khoảng tầm 50 lần, các anh thì khoảng 50 lần sạc, tức là nó tính đại khái là kiểu một năm là 52 tuần thì cứ mãi mỗi tuần nó sạc một lần đấy, thì nó dưới loại kiểu á 3.500 kW, tức là hết chỗ đấy là thôi. Mà em đi em tính lần này em đi sạc cỡ khoảng 100 lần cái là em đi một nửa luôn là hết hết mất cái tiền cái sạc free rồi. 7.000 kW. Và quan trọng là đi quá mao là tính xem Shelly. Shelly thì đi quá một mao nó tính là 25 sen. 25 sen không phải phạt mà nó tính tiền thôi, cứ tính tiền thôi. Over là nó cứ tính 25 sen một thì tùy thôi. Cái của chị Chi ấy, chị Chi là có 10.000, 10.000, 12.000, 15.000, gần 500, 400 mấy, gần 500. Em chọn cái gói 15.000 thì em trả tổng về tất cả là mấy lại của em, mà chọn màu thất, màu nội thất với lại màu ngoại thất với lại cái gì nhỉ, tóm lại là của em mất mất thêm tiền, cộng thêm tiền add on thêm á thì là thành 640. Mới là 15.000 lại một năm mà em đi chuyến này về chắc phải hơn bố rồi. em bảo nó là kiểu xin cái đấy, đề xuất xin đấy mà chúng chứ trả lời là có duyệt hay không chưa chốt. Thì đó hôm nay thì em cũng muốn công phương với anh như vậy đó. Công phương gì cho mày? Không nói, ai nói gì nói thôi. Ai nói gì đi vòng vòng đi chứ vậy. Em thích sống độc thân để mà em đi chơi được nhiều. Đó, đó. Câu trả lời của hậu á. Có cho em đi đâu hết. Hai chồng đi bộ đi, hai chồng đi. Ảnh hưởng gì đâu. Đúng rồi, hai chồng đi thôi mà. Đâu ảnh hưởng gì đâu. Quay đầu lại. Đi chơi từ đầu tới cùng vậy. Đi chơi đi ăn đi chơi xuống. Thì anh trả em đã
về hưu rồi, hai là chậm nổi. Thì cũng như anh nói thì các bạn biết vô đầu của em thì ngay cả ngày đầu tiên xuất phát là em nói là thật đó là em chỉ đi tới thịnh thi dòng nước Mỹ, nhưng mà đối với em thì em đi tới Seattle, tới Washington xét là em quay về. Chứ em cái hôm nay, ngày hôm nay là Canada đó, thì là em không đi chơi ở đây. Dạ, đâu đâu mà em thì nhờ ảnh thì mình mới có cái chuyến đi này để qua đây gặp anh. Chứ không mày đến xưa rồi, là chia tay rồi. Cái này là thật sự. Rồi hôm nay gặp được thêm hai anh này nữa. Đó. Hai anh ở đây rất là nhân ảnh. Ảnh rất là nổi tiếng cái tên mạng phải không? Hả? Nhưng mà tôi ở sát ổng mà tôi cũng chưa gặp ổng đâu lần nào. Gặp ổng rồi. Thì đó. Lần đầu tiên tôi mới gặp ổng. Hả? Follow rồi đó. Surprise rồi đó. Là anh nói chuyện rất là có duyên, mà nói chuyện là cười từ đầu đến đuôi luôn. Nói chung là giải trí. Thật sự là vậy. Coi xong là cười á. Coi cái video của anh á là tụi em cười thôi. Tụi em trẻ ra, thấy em thấy không? Sau 11 ngày đi hành trình thì người ta phải tàn tạ, phải coi như là mệt mỏi. Mình thấy mình cười ra thì mình cười. Chơi không có tàn tạ. Đi đâu mệt chứ. Xuống xe, ăn buổi, ngủ buổi mà. Ăn ngủ, ngủ buổi. Xe các bác chạy được nhiều chưa? Như vậy là mình thành là cứ tay đi rồi còn. Mấy đứa là quay về xe đồ là em đi mình. Đúng rồi. Trước này mà chạy ít tiếng Anh nữa. Ví dụ như mình bây giờ mà đi vào YouTube đó mình xem cái gì, thứ nhất là xem tin tức, tức là tiếng Anh đó, thứ hai nữa là xem hai Việt Nam, thứ hai thứ ba nữa là xem cả nhà Việt Nam cảm thấy. Còn ít khi mình xem các YouTube khác nó. Vậy thì từ kể từ hôm nay anh sẽ coi YouTube của em. Có thời gian. Có thời gian. Để con mà anh cũng hay xem nha, em thấy anh là có nhiều. Có thời gian. Các anh làm 2 năm hả? Mới làm hơn 2 năm. Mà cái lý do gì mà để cho anh làm YouTube? Sau khi uống cà phê trò chuyện live stream ở trong đây thì giờ mình đi ra xe. Bây giờ đi chạy xe đây không? Nhưng mà lên cứ chửi suốt này, live stream kênh của ai không bà nó chửi. Chửi mình hoài, chửi tay. Bây giờ mình để về xe chạy qua đây không? Cho hai chiếc gần nhau. Đối đầu với nhau. Đánh nó. Dạ. Tỉnh tỉnh với em chị đi. Vâng, qua phải đây. Em đi đi thôi nha. Hên đó. Đây, nhưng mà bên này bên xe to chứ nhau cũng nhặt. Bên này hơi lạnh hơn. Qua trời mưa quá trời. Tuần chân ngày hôm qua thì trời mưa. Mưa gió bão bùng. Nó nhào vô nó giật vỏ hết cả. Bắt ngồi im giờ là lấy vỏ cô điện thoại lấy. Bây giờ nghèo quá thất nghiệp gọi thôi gì đó. Rồi bên đó có bị cái vụ mà cắt cô cắt cái cô với chủ cái xe đó. Nghe bên Mỹ có bên nặng không? Rồi hai xe đậu gần nhau. Cặp lớn phải cặp phẳng. Lấy luôn cái xe thì có. Lên chút xíu đi cưng. Đây là bỏ xe mới nha các bạn.
Đó, vỏ xe mới này tốn hết 380 rồi nè mọi người ơi. Nhưng mà cái niền xe cái niền thì... là không thể thay được rồi. Tiêu rồi. Tiền chạy chủ. Cán vô cái này. Không thấy đường luôn. Mưa, cái, mưa lớn quá mà. Đường khơm á để cho người ta đậu xe đó thì em thấy là em tưởng là thẳng. Không nhờ em. Nó như cái kia kìa đúng không? Như cái mỏm. Không, cái mỏm là cái khơm để người ta vô người ta đậu xe hai chiếc xe đó ở dọc đường. Thì chị tưởng là nó thẳng, chị ban vô chạy thẳng mà. Nhảy lên đó luôn. Rồi nghe một cái ấy là biết rồi, thì về tới chung cái xe đó nghe ngày nóng chùa chùa lâu lao mà bây giờ giờ đó nhốt luôn. Đi phải vậy thôi. Đi là sao tránh khỏi được. Tránh rồi đúng rồi. 380 đô cái này đúng không? À, anh giờ gõ thử coi. Gõ thôi nó có không phải gõ bây giờ cho anh sờ phải chứ không được sờ, phải chứ không được sờ. Gõ gõ như là đặc biệt. Như ông đặc biệt. Không gì ở bonsai nhỉ? Đá đá với lại gõ lấy gậy gõ nhỉ? Trong cái dạ dạ. Ông chân dần à. Đó bây giờ gõ rồi cho các bạn xem nha. Hôm bữa có bạn khán giả nào đó nói là chi nên gõ cái xe chi. Thì đó, nhưng mà giờ mình đóng cửa, mình nghe cái tiếng cửa là mình cũng biết là cái cửa nó là thôi, cái nào là gió thôi, anh gió cho vui thôi, có gì rồi. Cái nhai đi nhai lại hoài á. Dạ. Cái nào cứ nhai đi nhai lại miết á. Mình nói chứng viên con mà cứ nhai đi lại hoài. Nhưng mà kệ miệng tiếng hả. Sao rồi, nhưng mà hy vọng sau cái chuyến giao lưu này thì khán giả có cái nhìn khác hơn chút xíu. Khán giả tùy nha, khán giả nhiều. Nhưng mà không, hy vọng là anh Phi Đông cũng nhìn khác. Không, anh nói tụi mình là bụt mà. Bụt, anh nói tụi mình là bụt mà. Chủ yếu thưa ông thôi, còn trên mạng bao nhiêu người, mọi người nghĩ khác nhau mà, đúng không? Không có tội gì hết. Dạ. Đúng rồi. Đang mình thấy đúng rồi. Vui quý kể cả thịnh. Dạ. Cái xe nó không có tội gì hết. Từ xe tùy mọi người. Mình không thích, nhưng mà nhiều người thích. Hoặc cái xe mình đang đi xe Mercedes, mặc dù có tấm ngã, nhưng mà có người thành. Có người không thích à? Mua tấm ngã thì dễ lắm. Rồi. Tôi mua cái xe 300 chạy đủ thôi. Công ty người thôi. Cơ bản nhất là chúng ta mới quan trọng, còn cái xe nó họ tìm đủ lý do để không thích, ví dụ không thích chứ bảo xe của anh tốn xăng. Nói là xe mày đi chứ sang đụng cá là hư là tốn tiền. Ví dụ như mang thêm gấp đôi xe của tao. Đó, xe chạy xăng 94 phí rồi tao chạy cho tao 7 thôi chứ đủ chuyện đó chứ. Cái này cái xe nó không có tội tình gì hết. Đúng. Còn người nào quan điểm như thế nào thì cái quan điểm thế này. Tại vì bên này giống như bên anh Nam đây là người ta hiểu. Chỉ có người Việt Nam hơi bị sốc một chút. Tới là coi như là trong thời gian mấy anh em giao lưu thì bà xã của anh Phiêu Đông đã chở hai người bạn, ba người bạn của em đi vòng vòng chơi. Mình cuốn hả? Chủ bánh cuốn Tây Hồ với con gái. Thì mình có rất cảm ơn các bạn chạy đây, thì khi nào mình tới Bô Sa thì dạ nhớ ghé Bình Cuốn Tây Hồ trước, nha. Lúc tới anh ấy mới tới cách đây khoảng tháng hơn tháng thì đấy, thì lúc ấy chưa biết nên là đi hỏi tại vì có bà con ở bên đó nhiều lắm, chủ bà con chủ yếu là ở khu vực đó. 500 anh em của anh cũng bên đó nhiều lắm đúng không? Cũng nhiều. Cả Canada chỉ có ở Canada chỉ có mình tôi thôi. Nhớ làm một cái clip nha. Xác nhận lại chị đẹp, chị đẹp và thịnh bầu thịnh thôi rồi, không đẹp dạ, luôn, không đẹp luôn. Nhớ là đó, cần ủng hộ tụi em thôi, cần xác nhận ủng hộ tụi em nữa nha. Like phụ nữ thích đẹp lắm, thích khen đẹp, nói đẹp nhớ xấu buồn cả đêm không ngủ được. Đâu nói là chị đẹp xấu gì đó, chị đẹp nói xấu đâu, chị đề cập có chữ xấu trong đó là không được, bây giờ có chữ xấu vô là không được. Em nói với anh là phụ nữ là trong từ điển không có chữ xấu và chữ già, đó là phụ nữ lúc nào cũng đẹp. Bài phụ nữ luôn luôn đúng. Bây giờ phải bắt bẻ dữ không? Mình chỉ nói là chi đẹp xấu gì đó chứ không phải là chi xấu đâu. Không được quá. Có chữ xấu là không được. Bỏ bỏ bỏ. Bỏ cái đó đi. Anh phải lên trên mạng anh phải xác nhận lại với khán giả. Xác nhận là được rồi. Rồi. Rồi.